Dạ, hiện tại thì em đang dừng chờ hai chuyến tàu điện chạy qua, rồi em chạy đến tiệm xe đạp để kiếm hàng độc, hàng khủng review cho các cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo ạ. Cứ mỗi lần đến ga này thì phải chờ hai chuyến tàu chạy qua rồi mới chạy đi được. Cũng may là nó chạy nhanh, chứ nó mà chạy chậm thì đứng đây chờ lâu dữ lắm luôn. Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Em chuẩn bị vào tiệm xe đạp rồi. Hôm nay thấy tiệm có về mấy cặp vành bánh đẹp lắm ạ. Dạ, bây giờ em đang ở trong tiệm rồi. Bây giờ em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn mấy cặp vành bánh độc khủng và đẹp lắm. Nghe nói cặp vành bánh thương hiệu này nó đắt nhất trong các loại vành bánh nè. Em mới vào tiệm là chủ tiệm giới thiệu cho em cặp vành bánh này mà mới thì giá nó tới 120 triệu lận. Vậy xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn xem coi cửa tiệm này bán hàng lướt cặp này để lại với giá là bao nhiêu tiền nha. Rồi em xin đi vào quay từng chi tiết đây ạ. Thương hiệu cặp vành bánh này hình như là của Mỹ thì phải. Lúc nãy em có tháo xuống cầm thử rồi, nhẹ dữ lắm luôn. Nhìn cái sọc vành bánh carbon này nó lạ dữ lắm luôn. Giá của nó kìa 297.000 yên luôn, 59 triệu 400 ngàn. Hồi ôi nó đắt, hèn chi cái cặp này nó đẹp chưa từng thấy luôn. Đầu quý cô chú anh chị xem coi có phải cái cặp niền này nó giá thành cao như vậy không? Cặp này nó khủng khiếp thiệt, nhưng mà nó đã thiệt. Dạ, còn ở bên dưới một cặp nữa kìa. Đó, để em quay cái cặp này trước. Thấy cặp này cũng còn ngon nè, giá cũng mềm. Shimano, cặp này bán 7 triệu 700 ngàn ạ. Dạ, ở bên dưới này còn một cặp khủng nữa. Để em xem coi cặp này giá bán bao nhiêu đây. Nhìn màu sắc nó đẹp chưa từng thấy luôn. Cặp này lúc chạy chắc nhìn nó nghiện chết luôn. Loại vành bánh xịn tốt, nhìn nó xuống thiệt. Carbon nó đẹp quá xá. Mày ơi, còn quá xá mới. Nhìn gần gần lại cái màu sọc carbon nó nhìn đẹp thiệt. Cái bảng giá bị quay vào trong rồi. Để em đi lòn vào xem giá của nó coi. Rẻ hơn được một chút, 275.000 yên. Vậy là 55 triệu cặp vành bánh này ạ. Vậy là cặp niền này chạy được 10 clip thôi. Sờ thử cái coi, hồi ôi nó đã, nó mỏng lắm, bóp bóp thấy nó nhẹ phao à. Dạ, còn cặp này nữa, độc lắm nha quý anh chị. Campanolo, chữ màu nó kìa, nó nổi chưa từng thấy luôn. Ôi, cặp niền này mà chạy thì nó đẹp cho mà coi. Muốn làm một cặp ghê hồn luôn, nhưng mà cặp này chỉ xài được 10 clip thôi hà. Xe của mình nó tới 11 clip lận, 11 clip không gắn được. Ôi ôi nó đẹp mà nó đã làm sao đâu luôn. Khoái nhất mấy cặp vành bánh carbon to to như vậy nè, chạy nó xuống lắm. Cặp này thấy mayer của nó cũng bằng carbon luôn. Thấy cặp Campagnolo này giá tiền nó cũng hợp lắm, nó cũng không phải quá xá đắt.
99.000 yên ha, tầm khoảng 19.800.000 à. Cặp nền nhìn còn đẹp lắm. Mai ơi cũng vậy, còn tốt. Carbon nhìn màu đẹp ghê. Mai ơi nhìn màu này là biết của carbon rồi. Made in Italy. Quý anh chị sử dụng xe 10 lít đâu suy nghĩ cặp vành bánh này xem. Chứ thấy nó đẹp mà nó còn đã quá. Nhìn từ xa màu sắc của nó kìa, nổi bật lắm luôn. Nhìn hàng chữ Campanolo nhìn sướng mắt ghê. Đây em quay thật gần cho quý cô chú anh chị xem thật kỹ nha. Còn đẹp lắm, không thấy chạy chụa gì nhiều đâu. Tiếp tới một cái niền thôi ạ. Cái này cũng độc nữa. Đồ xài lướt rồi mà nhìn còn mới ghê hồn thiệt. Đó, đẹp lắm luôn. Vành carbon bản lớn, nhìn cái nào cái nấy nó đã mắc thiệt. France, vậy là niền này của Pháp rồi. Corima. Cái niền này tầm khoảng 10 triệu ạ. Niền phải nói vẫn còn đẹp lắm. Cặp niền này là carbon, xài vỏ bánh không ruột ạ, 47mm. Nhìn đẹp lộng lẫy, ghê hồn thiệt luôn. Corima quá xa đã luôn. Dạ, thêm một cái Jeep nữa nha. Cái này nữa, thôi em xin phép tạm dừng video lại rồi. Nhìn cái nào cũng thấy thèm quá xá. Jeep này thấy cũng giá bình dân lắm, chứ không có đắt quá. Dạ bán có 5.500.000 hà. Vậy là Jeep này giá cũng rẻ quá. 303 nè. Lia Hoi Rư Caso Pha Rư Đi. Niền còn đẹp lắm quý cô chú anh chị. Đó, màu sắc đẹp lắm. Mày ở bên trong hình như cũng bằng carbon luôn thì phải. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu thì xin liên hệ em qua Zalo ạ. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn luôn dành rất nhiều thời gian để xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, mỗi ngày chạy xe đạp vui vẻ và bình an. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp tới nữa ạ.